Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube tin tức nhanh 24 giờ. Ban biên tập chương trình kính chúc quý vị ngày mới vạn sự hanh thông, ngập tràn niềm vui và may mắn. Hãy click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi video mới nhất. Sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin của chúng tôi. Sắp tới ngày 30 tháng 4 rồi, các người hãy thôi nói. Hàng năm cứ đến tháng 4 về là ý như rằng các đối tượng ở hải ngoại và những nhân sĩ, trí thức theo xã hội dân sự, trong nước lại tập trung gia giả những luận điệu cũ dứt, nhai đi nhai lại đến mòn cả răng những bài xưa, lối cũ, khiến cho ngưu ma vương, cũng cúi đầu chịu bái phục. Biết thế nào trong thời gian tới những luận điệu kể trên cũng sẽ được phát, vậy nên để sẵn mấy lời chứ gọi là thần cơ diệu toán. Thứ nhất, các người hãy thôi ca ngợi cái gọi là anh hùng tự khí hùng bất tử, khi nói về những tướng lĩnh của người quân Sài Gòn đã tự sát trước trong và sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đừng ca ngợi họ là tuẫn tiết vì nước. Một số tướng như Phạm Văn Phú, Lê Văn Hưng, Trần Văn Hai, Nguyễn Khoa Nam, Lê Nguyên Vĩ đã tự sát. Họ tự sát là vì nỗi ô nhục khi đang tâm, tình nguyện làm nô bọc cho Hoa Kỳ, chém vào tổ quốc này những vết chém ngang lưng, chia đôi sơn hà của tổ tiên để lại, giúp cho người Mỹ mưu đồ biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới không đau không nhục sao được khi mà người việt nam lại phò trợ ngoại bang để thôn tính chính quê cha đất tổ của mình chỉ vì hám danh hám lợi tuẫn tiết ư nguyễn tri phương hoàng diệu thủ thành thành mất tướng cũng tuẫn tiết theo thành chết là để sống mãi với non sông đất nước thế mới gọi là tuẫn tiết vì nước còn những tướng ngụy kia họ đại diện cho ai lý tưởng là gì thì đến chính họ còn không hiểu đứng vấy bẩn lên hai từ thiêng liêng tuẫn tiết cũng có thể họ sợ đồng bào miền Nam sẽ trả thù vì những tội ác mà họ gây ra cho đồng bào hoặc đó. Chỉ là hậu quả của việc người Mỹ tuyên truyền về cái gọi là Cộng sản sẽ tắm máu nếu chiếm được Sài Gòn. Chết vì nhục, vì sợ chứ tuẩn tiết nổi gì. Thứ hai, các người thôi ca ngợi quân lực VNCH với khẩu hiệu tổ quốc, danh dự, trách nhiệm. Tổ quốc ở đâu khi các người rước Hoa Kỳ và đồng minh vào để băm vằm, cậy xới lên cơ thể của đất nước. Tổ quốc có thể hiểu là đất nước do tổ tiên từ bao đời đã lấy máu đào để bảo vệ, xây dựng và để lại cho con cháu, truyền từ đời này sang đời khác, các người hết làm ơn quyển cho Pháp. Lại làm đầy tớ của Mỹ, muốn chia đôi, sẽ thiệt gian sơn mà tổ tiên để lại thì thử tổ quốc ở đâu trong trường hợp này. Danh dự, làm trai sống ở trong trời đất trên phải có danh gì với núi sông, danh dự cái gì khi các người nhận giặc làm cha, bán rẻ linh hồn cho ngoại bang và mặc cho chúng cấu xe non sông này, danh dự gì khi các người khấu đầu trước giặc nhưng lại đạp lên đầu nhân dân Việt Nam. Trách nhiệm, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, nghĩa là đất nước khi thịnh vượng cũng như lúc suy vong thì mỗi người đều có trách nhiệm để xây dựng và bảo vệ. Các người bán đứng tổ quốc không chỉ một, hai mà đến ba lần Pháp, Nhật, Mỹ, La Gia, Nô Ba họ của ngoại bang thì đào đâu ra cái gọi là trách nhiệm với đất nước. Trách nhiệm với tổ quốc là phải như những người cộng sản, họ quyết tử cho tổ quốc quyết sinh và bây giờ đang xây dựng một Việt Nam ngày càng giàu mạnh, cơm ngon, áo đẹp. Thứ ba, các người thôi nói cộng sản là độc tài, bao năm giải phóng nhưng đất người vẫn đói nghèo. Vâng, Cộng sản là độc tài. Độc tài ở đây có nghĩa là đầy tài năng và độc đáo trong cách xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Không tài, không độc đáo mà lần lượt đánh bại Pháp, Nhật, Mỹ, Tàu, Vôn Bốt để bảo vệ tổ quốc. Không tài, không độc đáo mà xây dựng một Việt Nam có cơ đồ to lớn như hôm nay. Nên nhớ, sau khi mới giải phóng, quy mô nền kinh tế Việt Nam đứng thứ 180 trên 190 nước. Và bây giờ Việt Nam nằm trong 37 nền kinh tế lớn nhất thế giới, thu nhập thuộc hàng trung bình. Đến cuối năm năm GDP bình quân đầu người khoảng 3.700 USD, nếu tính theo giá sức mua tương đương là khoảng 11.000 USD. Quy mô nền kinh tế đến hết 2021 sẽ thứ ba Đông Nam Á sau Indonesia và Thái Lan. Đừng bảo Việt Nam là đói nghèo nữa, có thể so với một số quốc gia phát triển thì chúng tôi chưa bằng nhưng đem so với đám ăn bám, ký sinh trùng trên cơ thể ngoại bang, khác nước toàn tập thì chúng tôi là ánh trăng rằm còn các người chưa bằng con đông đống, lập lòe, lúc ẩn lúc hiện bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp sắp diễn ra, người dân Việt Nam hào hứng đi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, cầm lá phiếu bầu ra người đủ đức, tài vào các vị trí chủ chốt của đất nước. Người dân tự chọn người mà mình tín nhiệm để đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình và dân tộc mình, sao gọi là độc tài. Độc tài mà lấy nhân dân làm trung tâm, vì nhân dân mà chiến đấu, hy sinh, kể cả thời bình mà máu các chiến sĩ, cán bộ, đảng viên vẫn đổ khi cứu hộ cứu nạn, khi giữ gìn an ninh, trật tự, phòng biên. Lão chăn bò dự định sẽ viết bài văn tế nhân 46 năm ngày quân nực hạng 4 đua càng đi tử thủ ở Cali. Tất nhiên là chỉ đề cập những kẻ chống cộng cực đoan và đám phản chắc ở trong nước đang ca ngợi chúng. Không hề có ý đụng chạm đến bà con Việt Kiều đang làm ăn sinh sống ở Hoa Kỳ và hải ngoại. 46 năm mà vẫn chưa từ bỏ ý định chống phá đất nước thì kẻ cũng chẳng khác gì giống đĩa. <laughs> Việt Nam đã làm được những gì sau 46 năm thống nhất đất nước. Nhiều người hay so sánh nước ta với Tây với Tàu, với Hàn, Nhật, Thái Lan, để rồi chém gió, để rồi chê bay, chỉ trích đủ các kiểu. Đồng ý là mình lấy các nước phát triển ra để làm cái đích ngắm, để nỗ lực phấn đấu mạnh giàu được như họ. Âu cũng là chuyện thường tình nhưng nói đi thì cũng phải nói lại cho minh tường sự việc. Chẳng lấy đâu xa, chỉ lấy khu vực Đông Nam Á với nhau để thấy được bản chất của mọi vấn đề. Bớt tự ti tự nhục để cho đời nở hoa và vàng nhà vui vẻ. Mấy anh, chỉ hay chia Việt Nam nghèo, lạc hậu, phát triển chậm thì cứ bình tĩnh, lão chăn bò nói cho mà nghe nhé. Sau khi thống nhất, nước ta kiệt quệ về kinh tế, cơ sở vật chất, hạ tầng đổ nát, đói nghèo triền miền, thù trong, giặc ngoài. Giai đoạn 1975 đến 1986, nước ta bị Mỹ và đồng minh bao vây, cô lập, cấm vận kinh tế, một đất nước vừa khắc phục hậu quả chiến tranh nặng nề lại bị bao vây tứ phía, chúng ta không ngóc đầu lên được. Từ năm 1976 đến 1980, thu nhập quốc dân tăng rất chậm, có năm còn giảm, năm 1977 tăng 2,8%, năm 1978 tăng 2,3%, năm 1979 giảm 2%, năm 1980 giảm 1,4%, bình quân 1977-1980 chỉ tăng 0,4% năm thấp xa so với tốc độ tăng trưởng dân số, làm cho thu nhập quốc dân bình quân đầu người bị sụt giảm 14%. GDP bình quân đầu người là 80 USD năm 1980 không thấp hơn Lào, 94 USD và Campuchia 191 USD. Lúc này Thái Lan và một số nước trong khu vực dân đã chạy ô tô, kinh tế khá giả. Ta thì chạy ăn từng bữa. Đến năm 1990, nghĩa là sau đổi mới được 4 năm, GDP bình quân đầu người mới đạt mức 98 USD, Lào là 186 USD và Campuchia là 191 USD. Đảng và nước một mặt đổi mới theo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, một mặt chủ động làm hòa với những anh trước đây bị ta đánh cho không còn manh giác, trước hết là bình thường hóa quan hệ với tàu năm 1991, bài quốc của ta năm 1979-1989. Đến 1995 thì bắt tay với người Mỹ, kẻ thua cuộc từ 1954-1975. Việt Nam xác định rõ là anh nào hung hăng, lão liếu mang quân xâm lược thì sẽ bị đánh cho phiến giáp bất Hoàng nhưng chẳng có kẻ thù nào là vĩnh viễn mà chỉ có lợi ích dân tộc là mãi mãi trường tồn khép lại quá khứ bắt tay hướng về tương lai chúng ta khôn ngoan là thế vậy nên từ đó trở đi nước ta tạm yên ổn để phát triển kinh tài và kết quả thu về trên cả tuyệt vời giai đoạn đầu đổi mới 1986 đến 1990 mức tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt 4,4% năm

Tỷ lệ nghèo đói giảm từ 58% năm 1992 xuống còn 3,9% cuối năm 2019. Năm 1991, kim ngạch xuất nhập khẩu là 2087 một triệu USD. Đến năm 2019 thì hơn cả Thái Lan đạt trên 500 tỷ USD. Trong hơn 30 năm, Việt Nam thu hút được hơn 500 tỷ USD của các nhà đầu tư nước ngoài. Nguồn vốn này đã góp phần lớn làm tăng trưởng nền kinh tế Việt Nam. Quy mô nền kinh tế tương đương với Philippines, vượt Singapore và Malaysia bằng hai trên ba thái lan bằng một trên ba indonesia nếu biết rằng ngày mới giải phóng xong thì quy mô nền kinh tế nước ta thua các nước trên hàng chục lần đến nay đường bộ thì có ô tô đường thủy thì tàu bè du thuyền hạng sang trên không thì máy bay lượn lờ cả ngày đừng nói phép là có người vẫn chết vì đói rét vì hộ nghèo và cận nghèo được nhà nước hỗ trợ không có nhà thì xây cho nhà tình nghĩa già thì có tiền tuổi già nêu đơn bệnh tật thì có trung tâm bảo trợ xã hội, đi viện thì có thể bảo hiểm hộ nghèo. Có sức khỏe thì lao động tay chân ngày kiếm đôi trăm là vô tư, rượu bia thì không thiếu, ăn uống thì no đủ. Mấy anh hay ôn nghèo kể khổ, kể thiếu ăn lại là những anh béo phì. Không lan man nữa, kết luận luôn là, cứ đà nay thì chỉ 15 đến 20 năm nữa ta sẽ là anh cả của Đông Nam Á về kinh tế. Quân sự thì đương nhiên đã nằm vào hạng đại ca từ mấy chục năm nay anh, chị nào còn có thói quen tự nhục thì về mua con gà với cả lít rượu, buôn màn mà uống rồi hẳn chê bay. Lão chăn bò DVKMNQ. Kết thúc bản tin này, chúng tôi kính chúc quý vị và các anh chị luôn rồi giàu sức khỏe, vui vẻ, an lạc, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị và các anh chị trong bản tin sau. you <laughs>